trong video này chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ trị giá lên tới 250.000 đô la. Chỗ này đẹp quá, là thiệt hay ảo vậy? Và tôi sẽ cho các bạn thấy sự khác biệt giữa kỳ nghỉ này và một kỳ nghỉ trị giá 100.000 đô la sắp hàng tổng thống, và một kỳ nghỉ trị giá 50.000 đô la và tháp Eiffel hoàn toàn thuộc về chúng ta luôn đó mọi người. Tự nhiên thấy yêu đời ghê. Một trải nghiệm kỳ nghỉ trị giá chỉ có 1 đô la này. Bên này nè mấy trai ơi, ta sẽ nghỉ ở cái láng này đây. Nhìn thấy được bên trong luôn á. Không có tường Chibi. À thì nè, tường nè. Thấy ghê vậy. Và nếu bạn không tin chỗ này chỉ có giá 1 đô la thì nhìn đi. Ồ, có 93 xu thời ảo rồi đồ sao kẻ. Và tự làm tròn lên 1 đô. Với 1 đô chúng ta có giường, thực ra nó chỉ là tấm đệm để trên mấy tấm ván gỗ. Một cái tủ bị hư, một cái đèn cũng bật được nè. Ồ, nhìn đó kìa. Và cuối cùng là tiếng động ngẫu nhiên phát ra từ trần nhà. Tôi nghe thấy tiếng ồn trong phòng, rồi nhìn thấy gấu mèo trên mái nhà nè. Tôi nghĩ là đa số mọi người sẽ nói đi nếu như trong phòng của họ có gấu mèo, nhưng không hiểu sao tôi vui quá trời. Khi nào trả phòng vậy? Ngày mai lận. Mấy ông phải nhớ là ở phần sau của video chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ trị giá 100.000 đô la, kỳ nghỉ trị giá 250.000 đô la rồi đó. Có thể dạy thẳng tới đó luôn được không vậy? Không, bởi vì chúng ta phải chịu khổ để người xem so sánh lúc khổ sở với lúc sung sướng. Người xem rất thích chúng ta chịu khổ mà. Cả đám nằm dựa cái giường này không? Nếu muốn có 4 giường thì bỏ 4 đô la ra. Đầu tiên phải phủi hết cái đã. Còn có mèo mới chạy vô đây nè. Để tôi giả bộ như tôi chưa hề la làng như một bé gái. Tiếp theo, hãy tới kỳ nghỉ đắt hơn cái đầu tiên 10.000 lên. Chào mừng đến với kỳ nghỉ trị giá 10.000 đô la một đêm nha. Trời đất ơi. Quỷ gì vậy trời? Phòng khách sạn này có sứa. Ok, tôi thấy cái này không cần thiết. Có hồ bơi bên ngoài luôn nè. Này là hồ bơi riêng á. Chỗ này nhìn giống như mấy cảnh trong phim đúng không mọi người? Phòng khách này dẫn thẳng ra biển luôn nè mọi người ơi. Wow, bãi biển này của riêng ta luôn hả? Ô là trời, chỗ này đỉnh thiệt chứ. Biển xanh vậy từ hồi nào vậy ta? Ai mà biết. Phòng nghỉ dưỡng trọn gói này có cả một cái spa khổng lồ luôn. Oh yeah. Một công viên đầy chim hồng hạc. Ê, đính lộn kìa. Chim hồng hạc mà. Và cả dịch vụ phòng không giới hạn nữa. Gì cũng cần. Điểm trừ duy nhất của chỗ này là nó không có gấu mèo nào hết. Ê cục cưng. Nhưng chuyện đó đâu trách họ được. Khi bạn chi 10.000 đô la tại khu nghỉ dưỡng này, mỗi người sẽ được một tầng riêng trong tòa nhà này đó. Này giống y chang phòng của Chibi luôn á. Vậy rồi gì tôi ở tầng trên cùng. Ồ, có cái võng ở đây nè. Tôi nghĩ tôi có thể nằm trên võng mà không bị ướt người. Làm được rồi. Vô nhìn cảnh ngoài kìa. Ê. Bắt được rồi. Ê nè. Được rồi, phải đặt vào quy tắc thôi. Quy tắc số 1 vậy. Không được ném gói vô hồ bơi của tôi nữa. À, Quy tắc số 2. Xin lỗi, thời điểm giờ là thứ khiến khách sạn này nổi tiếng. Bể bơi vô cực tiếng vô này kéo dài đến hết bãi biển cá nhân của tôi luôn đó mọi người. Sao nước không tràn ra ngoài được hay vậy ta? Tôi có rất nhiều câu hỏi. Tôi thấy tôi giống như mấy ông ba đang dẫn mấy đứa con đi nghỉ má. Tôi ngồi trên bờ canh tôi nhỏ chơi hồ bơi đó. Kỳ nghỉ tốn 10.000 đô la đã điên rồ lắm rồi, nhưng vẫn có điên rồ bằng kỳ nghỉ xuyên hành tinh tiếp theo của nhóm chúng tôi. Và đây là kỳ nghỉ trị giá 50.000 đô la ở Paris. Bánh mì. Kỳ nghỉ trị giá 50.000 đô la này bắt đầu bằng một chuyến phà sang trọng hoàn toàn riêng tư. Đây là gì? Này là động cơ. Này từ năm 1805 hả? Thời đít, phóng to chạy nó lên. Ảnh quay tụi mình kìa. Chào. Mấy người đó chào lại kìa. Anh biết trên YouTube không? Tôi không nghĩ anh nói tiếng Anh đâu. Kỳ nghỉ này trở nên trọn vẹn với những món ăn tuyệt vời, một chuyến tham quan toàn thành phố. Được rồi, và một phòng khách sạn sang trọng với một tầm nhìn đỉnh cao. Chỗ này lãng mạn dữ luôn á. Ông với Chandler hôn nhau đi. Và cuối cùng chúng tôi có một bất ngờ tốn kém. Và chắc chắn mấy ông đang thắc mắc là đây là kỳ nghỉ 50.000 đô la và rõ ràng chúng ta chưa xài tới 50.000 đô la đúng không nè? Đúng. Phải, giờ xài đâu? Xài đằng sau ông á. Ý ông là tháp Eiffel hả? Đúng rồi. Chúng ta sẽ có toàn bộ tháp Eiffel của riêng chúng ta đêm nay. Ê, khoan, thiệt hả? Thiệt. Cụ thể là phần nào của cái tháp vậy? Hầu như là cả tháp. Chúng tôi đang ở tháp Eiffel nè. Cảm giác như chúng ta đang lẻn vô. Không, tôi đâu có giỡn. Của mình hết, không ai khác ở đây. Mình có thể đi thẳng khỏi xếp hàng luôn. Thấy hơi phạm pháp rồi nha. Hầu hết lúc nào chỗ này cũng sập cứng người. Và bởi vì bây giờ cái tháp này là của chúng tôi rồi, nên cả đám chúng tôi sẽ cố gắng lên đỉnh. Ý tôi nói là cái đỉnh này nè. Thấy không? Nãy giờ làm vòng đủ rồi, để chơi đi. Trên đường đi lên, chúng tôi dừng lại ở tầng đầu tiên, cao gần 57m trên không trung. Và chúng tôi có một nhà hàng đẳng cấp thế giới ở đây đó. Tôi thích vậy mà chúng ta có cả tháp Eiffel, nhưng họ chỉ gặp chúng ta ở một góc của nhà hàng thôi đó mọi người. Cái thang máy đó đang đi xuống từ đỉnh của tòa tháp Eiffel đó mọi người. Nhìn sợ ghê ha. Mọi người mở ra. Cảm ơn. Trên này nhìn thấy nhà tôi luôn á. Tôi đang ở Pháp mà. Nhìn thấy khách sạn chỗ mình đó. Nhìn lên trên coi kìa. Tay của tôi gù rồi nè. Chúng ta làm gì ở đây ta? Ôi trời ơi. Vậy mà đứng này nhìn thấy toàn thành phố luôn. Ê, vụ này điên nha. Nhìn thử coi mình phải leo bao xa nữa vậy. Anh bạn hắn chắc là tới hết đời luôn quá. Tôi không nói xạo đâu, tôi tưởng cả đám lên đỉnh rồi á. Lên tiếp đi. Giờ chúng tôi đang leo lên đỉnh nè. Đừng có thời điểm chỗ này là tòa nhà cao nhất thế giới đó mọi người. Tôi có nên nhảy xuống không? Không, đừng di chuyển. Chuyển lên thôi, cứ theo tôi. Từ đây trở đi sẽ không còn thang máy nữa, leo bộ thôi. Ở trên này nhiều gió quá. Chúng ta đang ở trên cao. Ôi trời ơi. Cao quá. Tarik, đừng làm rớt máy quay nha. Chúng tôi đang ở độ cao gần 275m trên không trung. Đây là điểm cao nhất dân thường được phép lên. Nhưng đây là đêm của tôi nên có một bất ngờ cuối cùng. Đoán coi ở đằng sau cánh cửa này là gì? Cầu thang.
Thật ra thì sao mà ông biết vậy? Nhìn thấy cầu thang luôn nè. Đúng luôn, phải leo tiếp, nhưng mà nó sẽ đưa chúng ta lên đỉnh của đỉnh, tới chỗ mà không ai được phép đi. Ôi trời, trời ơi. Anh em ơi. Ôi trời ơi, có được phép làm không vậy? Tôi không biết. Ôi đáng sợ quá đi. Lan can chỉ cao tới thắt lưng tôi thôi nè. Tự nhiên thấy yêu đời ghê luôn á. Tôi hoàn toàn hiểu tại sao khách du lịch không được phép lên đây. Chúng tôi có một người quay phim ở phía bên kia thành phố cho ông Kinh phong tỏa chúng tôi. Anh ấy ở cách này hơn một dặm. Nếu ông Kinh đủ tốt, các bạn có thể thấy chúng tôi đang dãy chào ở một kỳ nghỉ trị giá 50.000 đô la đó nha. Mà phải công nhận chuyến này đỉnh ghê. Không chỗ nào chứ. Mấy ông sẵn sàng cho khoảnh khắc đẹp nhất chưa nè? Tôi không hiểu sao một YouTube lại có quyền lực như vậy luôn nhưng. Mấy ông, tôi không biết lệnh tiếp theo này có được hay không nha, nhưng hãy tắt hết đèn đi. Nó tối đen như mực kìa. Thập em phải tối thui luôn nè. Mấy ông nghĩ hàng triệu người dân Pháp đang nghĩ gì lúc này? Họ nên đuổi tôi ra, tôi không hiểu sao họ cho tôi nhiều quyền kiểm soát tới vậy. Tiếp theo chúng tôi tới Thụy Sĩ để hưởng kỳ nghỉ trị giá hàng trăm ngàn đô la luôn. Nhưng đây không phải là một kỳ nghỉ bình thường. Khách sạn này có cửa sổ chống đạn dày 2 inch. Lúc khẩn cấp khóa hết tòa nhà thì họ quan tâm tới vấn đề an ninh. Vì đây là khách sạn các nhà lãnh đạo và tổng thống thế giới thường tới nghỉ dưỡng đó mọi người ơi. Thế Simon cũng đang ở thành phố này nên tôi cũng mời họ tới luôn. Ở đây có mùi đồ ăn nè. Ở trong đây luôn đó. Để tin được. Wow. Đây là căn hộ penthouse hạng tổng thống đắt nhất ở châu Âu, bao gồm toàn bộ tầng 8 với hàng chục phòng ngủ, với hàng tấn nhân viên phục vụ cả ban ngày lẫn ban đêm và vô số đồ ăn khắp mọi nơi trên thế giới. Thử một hơi không? Ừ, làm thử hơi đi. Oh yeah. Mấy anh này khác gì với khách thường ngày của mấy anh? Ý anh là nhà tôi mình hơi ngu so với mấy ông kia. Như tôi đã nói trước đây, một số nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới chọn nơi này là kỳ nghỉ của họ. Ngay cả Bill Clinton cũng ở đây, ông ấy không bị ám sát. Nó khá an toàn. Điều kiện về mặt an ninh thì quý vị có cửa sổ chống đạn. Cỡ này hả? Nó chống đạn sao? Ồ, nó vậy thiệt á. Nó khá là chắc chắn. Hy vọng tôi là tổng thống luôn. Dạ, còn có vài tay súng bắn tỉa chúng tôi xếp sẵn trên sân thượng nữa. Khách sạn có tay súng bắn tỉa luôn. Anh thay mặt để đàm phán cho cả Simon được không nè? Tôi sẽ cố hết sức. Được, cái này sẽ giúp tôi trong cuộc đàm phán. Tôi muốn mua 10%. Bao nhiêu đây? Anh quyết đi, cứ nói đi. Tôi ra giá 200 triệu Jimmy. Giá 200 triệu hả? Được rồi, qua nút khẩn cấp coi thôi. Ôi trời. Tôi nói thiệt lòng luôn, nãy giờ tôi muốn nhấn cái nút này ghê luôn á. Mọi người nghĩ đây là ý hay có đúng không? Không. Ông là Bill Clinton và ông bị đe dọa. Nhấn nút khẩn cấp này. Được rồi, ông đã nhấn rồi. Ê khoan, nút lại thiệt nha. Ai làm trong đó hả? Phải rồi. Là nó lên hả? Ừ, và cánh cửa kiểu đóng lại. Một giây nữa là tôi bước qua rồi. Nào mở cửa đây. Ông không thấy khẩn cấp nữa thì cửa sẽ tự mở thôi. Cái bây giờ anh nhấn nút tiếp, cảnh sát sẽ tới và bị phạt nặng đó. Đừng nhấn nút nữa nha. Tôi đang suy nghĩ làm sao một tổng thống tới mấy chỗ như McDonald's. Để coi mấy ông tổng thống như là sao nha. Đi thôi. Thì ra nếu bạn là tổng thống thì bạn đi đâu cũng phải có cận vệ đi theo sau. Vậy có nghĩa là khi bạn lái xe. Làm sao mà chúng ta biết được cái xe nào đây mọi người? Chiếc thứ ba còn là thứ tư. Lý tưởng nhất là xe 3, xe 4 đúng không? Xe nào dễ gặp nguy hiểm nhất đây ta? Là chiếc đầu tiên. Nói lên, ông lên xe đầu tiên đi. Tôi làm được mà. Ai muốn lên xe với tôi? Harry, vô đây đi. Harry, Chandler. Tôi chắc chắn là tổng thống sẽ không ngồi ở giữa đâu. Thông thường thì mấy ông sẽ là vệ sĩ của tôi, nhưng hiện tại vậy là đủ rồi. Chen lên đi bạn, chen chút luôn. Tổng thống gì mà đi ăn mặc cano chứ. Có số hạ xuống được không? Chào ngày mới vui không? Giờ chúng ta sẽ bị bắn. Bị bắn liền luôn. Tôi không thể tin nổi là chúng ta làm được vậy luôn. Điên thiệt chứ. Thực ra khi bạn di chuyển vào đặt xe hộ tống tổng thống, rất nhiều người sẽ chú ý tới bạn. Nói vui không? Đi qua mấy ông. Tôi nghĩ chúng ta đang thu hút sự chú ý của mọi người. Tao quay phim với tổng thống đó chị luôn. Chuyện này đã khiến bằng đồ đồ có hơi khó xử chút. Xin phép nha. Đừng bận tâm tới đội an ninh nha. Chibi, cái này có đánh bại cái ở tháp Eiffel chứ? Con tôi thường cho biết luôn không có gà chiên. Rõ ràng là tất cả kỳ nghỉ đến giờ đều rất tuyệt vời, nhưng chúng quá nhạt so với kỳ nghỉ tiếp theo. Kỳ nghỉ cuối cùng của chúng tôi đã một lần nữa một vòng khắp hành tinh. Chúng tôi đang ở Nhật Bản trong kỳ nghỉ trị giá 250.000 đô la. Nếu chúng tôi đang gặp một vị khách đặc biệt ở đây, chắc các bạn sẽ muốn thử lúc hết. Để bắt đầu kỳ nghỉ này, chúng tôi sẽ gửi hành lý lại khách sạn có giá xa xỉ nhất nước Nhật Bản này. Chỗ này khổng lồ luôn. Tôi có tiếng vọng ở trong phòng khách sạn nè. Sau khi để đồ xong, chúng tôi cảm thấy muốn tìm hiểu một chút về thành phố Tokyo. Giờ chúng tôi sẽ lái một chiếc Mario Kart trên đường phố. Chúng tôi đã thuê mấy chiếc Mario Kart cá nhân để có thể lái xe trên đường phố Nhật Bản thì đúng nghĩa đen luôn. Mọi người đang nhìn chằm chằm cho chúng ta. Đáng tiếc với cái xe này là không được chạy trên đường. Có những chiếc xe đang lái ngay bên cạnh tôi luôn nè. Nhưng hãy nhìn bao nhiêu người đang băng qua đường ở đây. Đây là lối băng qua đường đông đúc nhất trên thế giới và chúng tôi đang lái xe xuyên qua nó. Ta chơi go kart Tokyo. Go kart. Tôi yêu Nhật Bản nên này thật điên rồ. Giờ chúng tôi đang di chuyển đến địa điểm tiếp theo để gặp gỡ bậc thầy kiếm thuật Yoshioki Sumita. Thầy đã luyện tập kiếm katana 26 năm qua đó mọi người. Và thầy thực sự đã đồng ý dạy chúng tôi một khóa học hiếm hoi về nghệ thuật samurai. Mọi người đều có riêng một thanh katana và bài học đầu tiên là kỹ thuật chém ngang. Nó không dễ dàng như chúng tôi nghĩ. Không! Không! Họ sẽ phóng to cho đó lên.
Sau đó đến lượt tôi. Ê, mấy ông nghĩ tôi làm được không? Được, được. Ông được gì rồi? Được rồi. Ê, để coi ông làm sao nha. Tôi là ai? Sau đó giáo viên Samurai đã tặng chúng tôi một thanh katana điên rồ này. Tôi không xứng đáng nhận đâu, nhưng cảm ơn nhiều. Và đây là kỳ nghỉ trị giá 1/4 triệu đô la, nên chúng tôi đã thuê một đầu bếp sushi cao cấp nhất thế giới cùng với toàn bộ nhà hàng nổi của anh ta luôn. Trời ơi, lấy lovely Louis Vuitton. Đầu bếp làm tất cả thức ăn ngay cạnh bàn của chúng tôi và được coi bậc thầy làm việc, là một trong những trải nghiệm ăn uống tuyệt vời nhất từ trước tới giờ luôn đó mọi người. Họ nói chúng ta có thể cho chim ăn cá ngừ của mày nè anh bạn nhỏ. Bắt được trên không trung luôn. Và sau khi thanh toán xong, chúng tôi đã đến nơi điên rồ nhất mà chúng tôi từng đến. Rồi theo tôi nha, tôi đã thuê toàn bộ nơi này. Nhưng trước khi ta thấy nó, gợi nhớ, chỗ này cơ bản là một bảo tàng nghệ thuật, nhưng mình được trải nghiệm thực tế. Ôi trời đất ơi, mắt tôi đang gặp khó khăn trong việc xử lý hình ảnh nè mọi người. Ông có nghĩ đây là cảnh mà mình thấy khi chết không? Cũng có thể. Phòng tiếp theo là gì vậy? Ôi trời ơi. Thông thường thì nơi này khách tham quan chật cứng luôn, nhưng chúng tôi đã thuê toàn bộ chỗ này cho riêng chúng tôi. Đây có thể là một trong những chuyện hay nhất chúng ta từng làm. Ê, là cá hả? Chúng tôi ở hồ bơi nằm trong viện bảo tàng với mấy chú cá hoạt hình. Đây là điều độc đáo nhất mà các bạn có thể làm trong kỳ nghỉ này đó. Đàn cá đang vây quanh chúng ta. Ủa, sao chúng biết bao quanh chúng ta ta? Tụi nó thích tụi mình. Giờ chúng đi khắp mọi nơi rồi. Giờ mọi người chắc nói hết rồi ha. Đó là lý do chúng ta tới nhà hàng do robot điều hành này. Cái gì? Tên tôi là Pepper. Chúng tôi được ngồi không Pepper? Chắc chắn. Hãy tìm một chỗ ngồi thoải mái. Chúng tôi đã bao toàn bộ nhà hàng rồi, nên chỗ này chỉ còn lại những người máy phục vụ bàn thôi. Robot đã ăn tới rồi. Khoan, là đồ ăn được robot giao tận bàn hả? Một con robot thảm lông kỳ lạ. Không hiểu sao mà Pepper cứ nhìn chằm chằm Chandler là sao. Ê, tôi không có làm gì bạn nha. Nè mọi người, bạn đang ăn cho nhiều vô nha. Bởi vì ngày mai tôi đã thuê toàn bộ công viên giải trí rồi. Và PewDiePie cũng sẽ ở đó luôn. Chuyện này thật sự điên rồ. Bạn biết mà, PewDiePie và tôi có một lịch sử rất lâu dài. Peter BS, anh đang thắc mắc là khi nào chưa lên sóng đây. Chúng tôi đã giúp anh ấy trong cuộc đua ba người với T-Series. Cầm điện thoại, truy cập YouTube và tìm kiếm PewDiePie đăng ký cho anh ấy. Và thậm chí chúng tôi còn bắt kịp ảnh luôn. Peter BS đã vượt qua tôi về số người đăng ký. Tôi nghĩ tôi đang đến mùi kẹo ông gặp lưng ông rồi. Không sao đâu, cậu ấy xứng đáng với điều đó. Nhờ dù chúng tôi là bạn được một thời gian rồi, nhưng chưa bao giờ chúng tôi gặp mặt trực tiếp. Và bởi vậy, đây là cuộc gặp gỡ mà chúng tôi rất mong chờ. Tôi đã thuê toàn bộ công viên giải trí này. Đây là cao nguyên Fushikyu, công viên của những trò chơi đáng sợ nhất Nhật Bản này luôn. Bình thường ở đây có hàng ngàn người xếp hàng chờ đợi. Nhưng thường lệ, chúng tôi đã thuê toàn bộ cho riêng chúng tôi rồi mọi người. Ông chơi trò nào cũng được hết đó. Tôi cho nó xong mà, ổng đi rồi. Tôi sắp đi hết cái tàu lượn siêu tốc này một mình tôi. Thưa mấy bạn, đang thấy đây là đường tàu lượn siêu tốc dốc nhất thế giới. Ông có sợ không? Có. Chúc chơi. Tôi sợ như mỏng luôn á. Và như đã hứa, cha đẻ của YouTuber PewDiePie đã gặp chúng tôi ở công viên. Hơi trễ so với dự tính, bởi vì chúng tôi đã nhắn lộn ngày cho ảnh rồi. Xin lỗi Felix. Dạ, anh ấy muốn đi tàu lượn điên rồ nhất công viên này luôn. Sao em sợ dữ vậy? Em hơi sợ tàu lượn siêu tốc. Cái này không có lộn lắm chút nào đâu em ạ. Em sẽ đi tàu nếu Felix cũng đi. Đi thôi. Tôi sợ quá đi. Thôi chơi luôn, chơi tới bến. Nếu tôi chết trên tàu lượn siêu tốc này thì mấy ông mới sợ đó. Em cởi giày ra hả? Lỡ như nó văng ra ngoài sao? Chứ giờ đâu biết, thấy ghê rồi đó mọi người. Nó thậm chí không tin tưởng để chúng tôi mang giày nữa. Sẽ không sao đâu. Có sao đâu. Đây là cơn ác mộng tệ nhất. Tôi sợ. Tôi không có làm điều này đâu. Em làm anh sợ đó. Đi xuống. Làm gì cũng được, nghĩ tôi đừng có văng lên. Tôi sợ thật sự. Tôi muốn chọn cái tốt hơn. Tôi muốn có một chuyến đi thoải mái tốt đẹp. Tôi thật sự không biết nó là gì. Tại một số điểm, đoàn tàu sẽ cấm đầu 90 độ theo đúng nghĩa đen. Em đang làm anh khoảng á. Sao anh bắt em lên đây chi vậy? Em mời anh tới. Nhưng điều chúng tôi không biết là quan công. Đoàn tàu chạy ngược. Chúng tôi đi ngược. Anh bắt khóc rồi. Tàu lượn siêu tốc hay nhất đó. Tôi bắt tôi chạy xuống rồi nè. Rất vui được gặp em CP. Anh sẽ ra ngoài đây. Ngồi khác là đội cúc vua đầu tiên. Gì đây? Cảm ơn. Em không nghĩ là em từng nhau nguyên củ khoai tây nhai trước đây á. Củ này là gì em đã vượt qua anh. Felix, em xin lỗi do đã vượt qua anh. Nhưng đừng đâm em đe dọa anh vậy. Ngon. Dạ khoai ngon thiệt. Đây là kỳ nghỉ trị giá 250.000 đô la. Felix, anh có thể chuyển cảnh giùm em không? Cụng tay nào.